Thưa quý vị, khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Phạm Đình Huân, 20 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội, đã đánh lái đâm trực diện vào hai cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Với hành vi trên, ngày 25 tháng 12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huân về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 12, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thị xã Duy Tiên đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên đường Dương Văn Nội, khu đô thị Đồng Văn. Tại đây, tổ công tác phát hiện ô tô 5 chỗ đang di chuyển về phía chốt kiểm tra nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tiếp tục tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đánh lái, đâm trực diện vào hai cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sau khi đâm hai cán bộ cảnh sát giao thông bị thương, tài xế đã lái xe bỏ chạy. Đến khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 12, cơ quan công an đã làm rõ Huân là người điều khiển ô tô gây ra vụ việc.